Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Ủy ban Tom Lantos điều trần về nhân quyền Việt Nam. Ra mắt VietnamRightNow.com, cổng thông tin toàn diện về nhân quyền Việt Nam. Vệ tinh Thái Lan thấy 300 vật thể trên biển nơi máy bay Malaysia mất tích. Cây đàn viola hiếm hoi có thể bán được 45 triệu đô la. Sau đây là phần tin chi tiết. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos tổ chức một buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, với sự tham dự của một số dân biểu Hoa Kỳ và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và hoạt động nhân quyền Việt Nam. Tại buổi điều trần, các nhà lãnh đạo tôn giáo và hoạt động Việt Nam cho biết, nhà nước Việt Nam vẫn còn tiếp tục đàn áp những người có niềm tin tôn giáo mà không chấp nhận sự kiểm soát của chính quyền. Buổi điều trần do dân biểu Frank Wolf chủ tọa, có sự phát biểu của ông Eric Schwartz, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Ông Schwartz nói rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục tìm cách kiểm soát các hoạt động tôn giáo qua các bộ luật hình sự, giới hạn hành đạo và đàn áp các nhóm tôn giáo mà quan điểm của họ mang tính thách thức nhà cầm quyền. Cũng tại buổi điều trần, các dân biểu được nghe lời khai của hai đại diện tôn giáo tại Việt Nam qua màn ảnh truyền hình nối kết bằng Internet. Đó là Linh mục Công giáo Phan Văn Lợi và bà Nguyễn Bách Phụng, đại diện cao đài. Buổi điều trần còn có sự hiện diện của nhiều người Việt Nam khắp Hoa Kỳ ngồi kín phòng họp trong một chiến dịch vận động kéo dài trong 2 ngày do tổ chức PBSOS phát động. Một cổng thông tin toàn diện và cơ bản về tình hình nhân quyền Việt Nam có tên là VietnamRightNow.com vừa ra mắt ngày 24 tháng 3. Đây là cổng thông tin cung cấp một lượng lớn thông tin cần thiết bằng tiếng Anh và cập nhật thường xuyên về một trong những quốc gia có thành tích nhân quyền tệ nhất trên thế giới. Website này là một nỗ lực của các tổ chức xã hội dân sự độc lập của người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài, tập trung vào việc báo cáo về tình hình nhân quyền, cung cấp các thông tin chính xác và cập nhật bằng tiếng Anh cho các độc giả quốc tế. Cổng thông tin này cũng bao gồm một cơ sở dữ liệu chi tiết của gần 300 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ hoặc khởi tố tại Việt Nam chỉ vì thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo hay các quyền con người khác. Theo tiến sĩ Nguyễn Công Huân, giám đốc điều hành của tổ chức Con đường Việt Nam, VietnamRightNow.com khắc phục một lỗ hổng thông tin lớn hiện nay giữa các nhà hoạt động Việt Nam với các tổ chức quốc tế, giới truyền thông và chính phủ nước ngoài. Một vệ tinh Thái Lan tìm thấy khoảng 300 vật thể trôi nổi trên Ấn Độ Dương, trong khu vực bị nghi ngờ là nơi chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ ngày 8 tháng 3. Ông Aaron Srivong, giám đốc cơ quan phát triển kỹ thuật không gian Thái Lan nói rằng, trong số 300 vật thể này có những vật ước lượng có chiều dài tới 16 mét. Nơi vệ tinh chụp hình là ở miền Nam Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth của Úc khoảng 2.700 km về hướng Tây Nam. Hình ảnh do vệ tinh Thái Chốt chụp hôm thứ Hai đã được Thái Lan chuyển cho Malaysia ngày thứ Tư. Một vệ tinh Pháp hôm Chủ nhật cũng đã phát hiện thấy 122 vật thể trên mặt biển, cách xa nơi vệ tinh Thái Lan chụp hình 200 km. Sau 19 ngày, người ta đã phát hiện rất nhiều dấu hiệu khả nghi. Tuy nhiên, những máy bay tìm kiếm hàng ngày chưa cung cấp thêm bằng chứng gì cụ thể hơn, và cũng chưa có mảnh vỡ nào do tàu biển vớt lên được xác định là từ máy bay lâm nạn. Rất nhiều những vật trôi nổi trên mặt biển không liên quan gì tới chuyến bay MS-370. Một cây đàn vĩ cầm viola hiếm hoi được làm từ năm 1719 có thể bán được tới 45 triệu đô la tại một buổi đấu giá. Công ty đấu giá Sotheby's nói rằng nếu bán được giá này thì đây sẽ là một kỷ lục đối với một nhạc cụ được bán ở một cuộc đấu giá. Đây là một trong 10 cây đàn viola của Antonio Stradivari vẫn còn hiện hữu trên thế giới. Cây đàn được đưa ra đấu giá lần này có tên là The McDonald do ông Godfrey Boswell mua được hồi thập niên 1820. Sau đó ông Peter Sidlop của ban nhạc Thứ ca Amadeus mua lại năm 1964. Bây giờ công ty quản trị tài sản của ông muốn bán cây đàn này. Những người muốn mua cây đàn có thể đấu giá từ nay đến tháng 6. Nhạc cụ được bán cao giá nhất cho tới nay là cây đàn violin, cũng do Stradivari sản xuất năm 1721, được bán trên mạng hồi năm 2011 với giá 15,9 triệu đô la. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt hôm nay. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt,
nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.